Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 14 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn chủ trì phiên họp với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nội dung quan trọng, trong đó có phân cấp phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ sẵn sàng hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho F0 sau khi khỏi bệnh. Doanh nghiệp vận tải linh hoạt thích ứng với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và giá xăng dầu tăng cao. Tuyên án tử hình với đối tượng giết người trong vụ án xảy ra tại đường Bãi Sậy, thành phố Hưng Yên. Công an huyện Văn Giang làm rõ đối tượng bắn hỏng kính hàng loạt xe ô tô tại khu đô thị Eco Park. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Phiên họp xem xét nội dung tờ trình về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hai đơn vị là Thư viện tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận về hai nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn kết luận nhất trí thông qua nội dung trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với nội dung trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại phiên họp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung cụ thể về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Đây được coi là bước đột phá trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Để cho chủ động điều hành linh hoạt các biên chế ở các huyện, thành phố, thị xã thì ủy quyền cho các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phê duyệt các vị trí việc làm của các phòng ban chức năng và các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân huyện. Hiện nay thì thực hiện theo nghị quyết 18-19 của Ban chấp hành Trung ương của Bộ Chính trị tiếp tục giảm 10%. Tỉnh thì đã có nghị quyết là giảm 10% biên chế. Theo chủ trương là tiếp tục giảm nữa. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân huyện là toàn quyền trong cái việc điều động từ phòng nọ sang phòng kia để làm sao cái tổng biên chế đấy người ta sử dụng một cách linh hoạt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các địa phương, trong đó có việc rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, điều chỉnh số lượng biên chế cho phù hợp để thực hiện có hiệu quả các quy định về phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên tổ chức hội nghị trực tuyến trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động từ tháng 1 năm 2022 nhằm giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội, đảm bảo có lương hưu, ổn định cuộc sống khi tuổi già, giảm bớt gánh nặng khi đi khám chữa bệnh. Từ nguồn kinh phí trên 17 tỷ đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lựa chọn phân bổ cho 18 tỉnh, thành phố. Trong đó, tỉnh Hưng Yên được phân bổ 175 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện và 420 thẻ bảo hiểm y tế có tổng trị giá 943 triệu đồng. Tại hội nghị, Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên Bảo hiểm xã hội tỉnh trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho một số người dân còn cảnh khó khăn tại 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hoàn cảnh nhà tôi rất là khó khăn, chồng thì mới mất, bây giờ còn con thì giờ cháu đang đi xạ trị ở trên bệnh viện Tân Triều. Tôi cũng bị bệnh ốm yếu, không làm gì được. Tôi rất vui mừng được trao sổ bảo hiểm là sẽ tiếp tục tham gia để về già còn có lương hưu. Nông dân chúng tôi thì có bao giờ được nghĩ là mình tham gia cái sổ bảo hiểm sau lại đâu. Chỉ có công nhân viên chức nhà nước. Thế mà hôm nay là được các cấp chính quyền mà tặng cho sổ bảo hiểm này thì về già thì chúng tôi được lương hưu thì chúng tôi rất mừng. Tại vì nông dân chúng tôi thì thu nhập nó bây giờ nó kém.
này, nhất là dịch bệnh này, rất cảm ơn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng biểu dương cán bộ viên chức ngân hàng Vietcombank nói chung và Vietcombank Hưng Yên nói riêng đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân còn khó khăn được tiếp cận các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước, từ đó có động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp tới mọi mặt của đời sống như hiện nay. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trong hoạt động thiện nguyện, trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, tuyên truyền để ngày càng có nhiều người dân, nhất là những người yếu thế, được tiếp cận tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần đẩy nhanh lộ trình bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội thảo trực tuyến luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tham dự hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ sự cần thiết phải xây dựng ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự là sự thể chế hóa quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng củng cố duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, chế độ chính sách đối với người tham gia bảo vệ an ninh trật tự gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước. Còn dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, cụ thể, đủ mạnh về cơ chế chính sách trong đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, vận tải đường bộ và phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trương cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động bình thường, các hộ kinh doanh dịch vụ trên toàn tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện đón khách trở lại đảm bảo quy định phòng chống dịch. Sau hơn 2 năm tạm dừng hoạt động, đây là lần đầu tiên tất cả nhân viên của Spa Liên Lộc thành phố Hưng Yên được tập trung đông đủ, dọn dẹp vệ sinh, bổ sung hàng hóa, chuẩn bị các điều kiện đón khách trở lại. Tất cả mọi người đều rất là háo hức và rất là vui ạ. Trong thời gian mà nghỉ dịch ấy, là spa đã đầu tư lại tất cả về phần nội thất cũng như là đầu tư về cái mảng dịch vụ mới để sẵn sàng là chờ ngày có thể chăm sóc đến tất cả các khách hàng. Thời gian qua, nếu các quán ăn nhà hàng vẫn được phép phục vụ khách mang về, thì các loại hình như spa, cắt tóc, gym, quán game, karaoke và dừng hoạt động trong thời gian dài, nhiều nhân viên chủ cơ sở đã phải tìm những công việc mưu sinh khác. Khi được mở cửa trở lại, ai cũng phấn khởi, hào hứng. Lúc mà đóng cửa là rất là khó khăn. Nghe tin là được ngày mai mở thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Các cái hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại thì nó sẽ trở lại bình thường, sẽ bà con buôn bán rồi là kinh doanh sẽ trở lại nhộn nhịp hơn, đời sống của chúng tôi sẽ được đa dạng hơn. Được mở cửa như này thì bản thân tôi là tôi rất là vui. Và trong cái vui đấy thì chúng tôi vẫn chuẩn bị những công tác làm sao để chống dịch bệnh tốt cho bản thân mình và cho cả khách hàng nữa. Vui mừng nhưng cũng không thể chủ quan, lơ là bởi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều hàng quán, cơ sở spa, phòng tập gym chủ động thực hiện nhiều biện pháp đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch để đón khách an toàn. Được tiêm 3 mũi đầy đủ rồi. Tất cả các nhân viên và chủ quán thì bữa 3 ngày là chúng tôi sẽ chuẩn bị ra test lại cho nhân viên một lần. Nếu ai có biểu hiện ho hay sốt thì chúng tôi sẽ có biện pháp là cho nhân viên nghỉ để kiểm tra y tế. Chúng tôi sẽ hẹn khách đến làm cách ra không được tránh nhà đông quá. Bàn ghế chúng tôi đã bố trí là cách xa khoảng 1,5 mét để cho đảm bảo dịch an toàn nhất. Trước khi khách ra vào thì có xịt khuẩn, nước rửa tay và chúng tôi cũng đã bố trí là 2 phòng, trong kia có 1 phòng, ngoài đấy 1 phòng. Chúng tôi cũng có kê bàn là giãn cách ấy để cho tránh là tập trung đông người. Duy trì dạy khách với lại cái phương châm là chỉ 1 kèm 1. Với 1 huấn luyện viên kèm 1 khách hàng. Huấn luyện viên thì mình sẽ đeo khẩu trang trong quá trình mình huấn luyện.
Còn đối với khách hàng thì khi đến thì mình sẽ cho sát khuẩn tay. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương cho các loại hình kinh doanh như quán ăn, karaoke, spa, cắt tóc gội đầu, gym được hoạt động trở lại là xu thế tất yếu khi thực hiện thích ứng linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh tỉnh Hưng Yên hàng ngày vẫn ghi nhận hàng ngàn ca nhiễm bệnh, nhiều địa phương nằm trong vùng cam, vùng đỏ, thì mỗi cá nhân, mỗi tổ chức cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Có kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19, nhưng ngay sau đó lại trở thành bệnh nhân F0, khiến nhiều người bị lỡ lịch tiêm. Vậy sau khi khỏi bệnh, bao lâu thì được tiêm phòng trở lại? Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị và các bạn theo dõi clip sau. Theo bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, người dân sau khi khỏi COVID-19 và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định, hồi phục sức khỏe có thể tiêm vaccine COVID-19, bao gồm các liều vaccine cơ bản và mũi tiêm nhắc lại. Như vậy, việc tiêm phòng vào thời gian nào sau khi khỏi COVID-19 phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của người dân. Thông thường, người bệnh sau khi khỏi COVID-19 sẽ hồi phục sức khỏe sau 2 tuần đến 1 tháng. Khi tiêm vaccine COVID-19 có thể có phản ứng thông thường như mệt mỏi, đau nhức, sốt. Vì vậy, nếu sức khỏe chưa phục hồi, lại thêm những phản ứng sau tiêm có thể khiến cơ thể mệt mỏi hơn. Bởi vậy, người dân cần theo dõi sức khỏe khi cảm thấy sức khỏe đã phục hồi mới tiêm vaccine. Để nhanh hồi phục sau khi khỏi bệnh, người dân cần nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, ngủ đủ giấc, tránh các thói quen làm ảnh hưởng tới giấc ngủ như không uống trà, cà phê trước khi đi ngủ, tránh ăn khuya và sử dụng đồ điện tử trước khi đi ngủ. Đảm bảo đủ dinh dưỡng bằng cách cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Cùng với đó là uống đủ nước, vận động và tập thể dục nhẹ nhàng. Những năm qua, Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phản ánh về các lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh Hưng Yên. Chi hội đã mở nhiều trại sáng tác, tổ chức đoàn đi thực tế, tạo điều kiện để hội viên tham gia các buổi triển lãm như ảnh du lịch Hưng Yên sắc màu cuộc sống, để hội viên có cơ hội đóng góp trong công tác tuyên truyền bằng hình ảnh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, phản ánh cổ vũ những cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, công tác phòng chống đẩy lùi đại dịch COVID-19. Qua đó góp phần vào sự phát triển chung, đồng thời quảng bá hình ảnh Hưng Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Mới đây, Chi hội đã trao quyết định kết nạp hội viên mới, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tặng bằng khen cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nhiếp ảnh Việt Nam năm 2021. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện cho hàng trăm cán bộ công chức viên chức người lao động tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mua, thuê, xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chương trình tín dụng ưu đãi cho vay nhà ở xã hội được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên thực hiện từ năm 2018. Đến nay, toàn tỉnh có 526 khách hàng được vay vốn với tổng số tiền giải ngân trên 176 tỷ đồng. Thời hạn cho vay tối đa không quá 25 năm với lãi suất ưu đãi là 4,8% một năm. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai cho vay đáp ứng nhu cầu về nhà ở với người có công với cách mạng, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. Năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội cả nước thực hiện giải ngân 6.800 tỷ đồng đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị quyết số 11 của Chính phủ. Thời điểm này, các doanh nghiệp vận tải đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất khó khăn. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, giá xăng dầu tăng cao chưa từng có. Những điều này tác động như thế nào đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải hàng hóa? Và quan trọng hơn cả là có cách nào gỡ rối cho những khó khăn này hay không? Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã đến với một số doanh nghiệp vận tải hàng hóa để lắng nghe những chia sẻ từ họ. Cái này thì là mình mua mới tinh, là đóng xong là tất cả thì vận tải đi khắp cả nước, khoảng độ 30 đầu xe. Một xe là trước kia mình đi được 3 chuyến một tháng, nhưng bây giờ là khoảng độ 1 tháng một chuyến. Cụ thể thì chi phí cho từng chuyến đi như vậy đang bị đội lên như thế nào ạ? Trước kia thì ví dụ 30 triệu một chuyến, nhưng bây giờ là đầu xe chúng tôi phải thêm vào là 10 triệu một chuyến. Ví dụ 30 xe là chúng tôi phải mất 300 triệu của một tháng đó. Có bao giờ doanh nghiệp của mình nghĩ đến chuyện là sẽ tăng cước vận tải hay không ạ?
không phải là nói tăng là tăng được. Xăng dầu thì có thể tăng lên nhưng mà cước thì chưa thể tăng lên được. Mình ký kết hợp đồng từ trước giờ nó như vậy. Cái mối hàng của mình không chở thì có khi cũng người khác, có khi là thấp hơn một chút người ta cũng vào người ta cũng chở. Bây giờ là mình phải lo làm sao để cho công việc, để cho là lái xe này, có công ăn việc làm này. Nghĩ tới cái việc mà phải trả lãi của ngân hàng. Việc tiếp cận với các nguồn vốn với những chính sách hỗ trợ thì có gặp phải khó khăn gì hay không ạ? Các ngân hàng thì người ta cũng phải là đắn đo xem là bên mình là có hàng hóa chạy được nhiều không, có nguồn thu nhập của hàng tháng không thì người ta mới cho mình vay. Không có xe đi, không có hàng hóa thì đồng nghĩa với là mình không có tiền để trả lãi bên ngân hàng. Hơn chục chiếc xe công lạnh vẫn nằm trong bến bãi, trong đó có những chiếc xe đã nằm ở đây từ Tết đến giờ, tức là chưa có một chuyến hàng nào di chuyển được. Đó là thực trạng đang diễn ra tại doanh nghiệp chuyên về vận tải hàng nông sản trong tình hình hiện nay khi mà khó khăn chồng chất khó khăn. Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe chia sẻ của doanh nghiệp. Bây giờ cửa khẩu không hoạt động được, xe lạnh bắt buộc phải đóng băng. Tuy rằng nằm ở đây nó là một cái thiệt hại rất lớn nhưng cũng không có cách nào khác. Vì bây giờ đi còn lại nỗ nhiều hơn là khi ở nhà. Trong khi đó là tiền lương lái xe lại không thể giảm đi được. Mọi lần một lượt là chi phí ra vào là rơi vào khoảng 7-80 triệu. Nhưng bây giờ là nó đội lên là cũng phải mất 15 triệu nữa. Không hoạt động được này mà cái ngân hàng hàng tháng mình vẫn phải chi trả. Mình phải mua những cái xe nhỏ này, xe nhỏ thì đồng nghĩa phải thêm về chi phí để cho bo từ các nơi, ví dụ Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, các cái tỉnh lân cận để có hàng để cho những cái xe to đi. Ngoài ra thì mình cũng ghép được nhiều mã hàng đi thì nó có cước. Bên công ty chúng tôi thì cũng mấy anh em là chung xe rồi là liên kết với nhau thì là mua một mảnh đất nhỏ ở trong Bình Dương là để phát huy hơn. Ở ngoài Bắc mình ấy là mà có vào trong đó mà hàng mà chưa kịp giả thì là mình cũng có thể chỗ ăn chỗ ở để cho anh em cũng giảm bớt nhiều, không phải mất tiền bên bãi nữa. Mong muốn thì bây giờ làm sao mà các trên ngoại giao làm sao có thể là hàng hóa nó thông thương hoặc nó có thể là xuất đi một cái cách nào đó để có thể xe cộ nó lưu thông được đảm bảo hơn. Thì doanh nghiệp chúng tôi thì chỉ cũng mong muốn là làm sao mà giá xăng giảm này, đăng ký đăng kiểm là cũng là giảm bớt đi để cho các doanh nghiệp là đỡ được một chút này, nghĩa là mỗi thứ đỡ một chút thì doanh nghiệp là đỡ phải gánh nặng như vậy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Trần Văn Hùng, sinh năm 1965, cư trú tại đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, ngày 21 tháng 4 năm 2021, anh Trần Văn là con trai của bà Nguyễn Thị Hạnh tổ chức sinh nhật và có mời Hùng đến dự. Trong buổi sinh nhật có xảy ra mâu thuẫn nhỏ giữa Hùng với Phong. Cường là bạn của anh Văn nên Hùng đã nảy sinh ý định giết chết cả nhà anh Văn. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 năm 2021, Hùng mang dao đến nhà bố mẹ anh Văn đang sinh sống tại số nhà 40 đường Bãi Sậy, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên và đâm tử vong bà Hạnh. Được biết, bị cáo từng bị xét xử với hình phạt chung thân về tội giết người và đã ra tù ngày 18 tháng 6 năm 2016. Căn cứ quy định của pháp luật, Tòa Nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Hùng mức án cao nhất là tử hình với tội danh giết người. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tiếp nhận tin báo hàng loạt xe ô tô ở khu đô thị Eco Park thuộc địa bàn xã Phụng Công bị bắn vỡ kính, Công an huyện Văn Giang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ việc, đồng thời tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang xác định được đối tượng gây ra vụ việc trên là Lê Tuấn Phong, sinh năm 1979, ở căn số 126, khu Thủy Nguyên, khu đô thị Eco Park thuộc địa bàn xã Phụng Công. Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận do một số người dân thường hay đỗ xe ô tô tại khu vực trước cửa nhà Phong làm ảnh hưởng đến vị trí đỗ xe của gia đình, nên đối tượng đã sử dụng súng cao su bắn đạn bi tròn, các viên sỏi nhỏ làm vỡ kính, bong chóc sơn của 4 chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đang tạm giữ Phong về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Chương trình thời sự trong tỉnh xin được dừng lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên các nền tảng số của đài, trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website
hungyentv.vn, Facebook tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube truyền hình Hưng Yên HITV. Tiếp theo chương trình là phần tin quốc tế.